Hello, xin chào các bạn, những người đã quay sắp mình nhìn không bao giờ quên. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Officer với là tôi, mọi người nhìn đây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con Pokemon mới trong menu của app có tên là Bắc của Aslap. Rồi thì trước khi video, tôi cũng sẽ nói trước luôn, đó là video này không mang tính chất so sánh giữa Minecraft với Miniquer nha. Mà đơn thuần chỉ là cái video trải nghiệm của Ro để các bạn có cái nhìn khách quan hơn về hai tựa game này thôi. Thì Ro mong là các bạn fan của Minecraft không đem Minecraft so sánh với Miniquer nữa, cũng như là các bạn fan của Miniquer không đem so sánh như Miniquer với Minecraft nữa. Bởi vì theo Ro thấy thì hai con game này đều có cái hay riêng của mình các bạn à. Chơi rất là vui. Nên là mình chơi game mình thấy vui mà, đẹp so sánh gì cho nó mệt đúng không mấy ngày. Mình thích thì mình chơi thôi. Trời chơi để vui mà so sánh chi cho mệt vậy. Rồi thì trước khi vào video các bạn hãy để lại một comment với các hashtag là thăng vì đỡ rắc rối để cho Siro biết là các bạn đã xem video này nha. Và cũng đừng quên ấn vào like, share, subscribe cộng thêm comment cho video này nếu các bạn ủng hộ Siro. Và cũng đừng quên ấn vào thông báo kế bên cho đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất Siro nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho video đó của Siro thì các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với các thành viên còn lại gồm có Ruby TV, Kuma, Humakira, Thịnh Tuấn và Subi TV nhé. Và bây giờ thì let's go. Sau khi chào xong tôi chợt nhận ra tôi đang đứng trên lá cờ của Việt Nam mấy ba. Đâu? Ai xây map đây? Phu. À thằng Cường đúng không? Làm trong studio của anh này. Đậu xanh đề nghị bạn Cường là sửa lại cái này nhá. Chúng ta không nên đứng trên lá cờ Việt Nam. Đấy là một sự xúc phạm không hợp lý tí nào nha. Sửa lại điểm chuẩn bị với điểm spam đi em. Hoặc là chúng ta phải treo cái lá cờ lên, đừng để nó nằm đất như vậy. Nó thấy có lỗi với tổ quốc quá mấy ba. Đậu xanh. Đây lá cờ Việt Nam này. Đó. Rồi. Thì như tiêu đề Ro đã ghi đó là Minecraft và Miniquer, Miniquer và Minecraft gì đó. Thì có thể là có nhiều bạn nghĩ là Ro ghi như vậy là có nghĩa là Minecraft đấu với Miniquer. Mình không phải cái chữ VS đó với Ro chữ vào, chữ với. Theo như Ro được biết là như vậy thì hồi trước kiểu Ro để như vậy là Ro với cái hàm ý là vào với với. Mà có nhiều bạn vào cứ tưởng đâu là Ro ghi hai chữ đó đấu. Và các bạn vào các bạn so sánh game quá trời luôn. Thật sự thì nếu được thì Ro muốn là các bạn không so sánh hai con game này. Bởi vì thật ra thì hai con game này nó cũng có một cái lối chơi na ná nhau. Và nó nói thẳng là lối chơi giống nhau luôn á. Đó là về sinh tồn này. Sinh tồn và sáng tạo thì hai game này chơi khá giống nhau. Tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau về cái rất là nhiều thứ nữa các bạn ạ. Ví dụ như cái khác nhau đầu tiên mà chúng ta thấy đó là khác nhau về cái lối di chuyển. Cái di chuyển của Minecraft và Miniquer đó các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy nó khác hẳn luôn. Tôi thề mấy ông như vậy. Mấy ông mà bên Miniquer chơi lâu rồi á thì các bạn sẽ bị té như tôi vậy nè. Thì các bạn mà chơi bên Miniquer lâu á mà nhảy xiềng những cái skill trên Miniquer thì các bạn qua bên Minecraft các bạn cảm thấy bắt cua rất là khó. Bởi vì bên Minecraft đa phần sẽ là dùng về bắt cua là dùng về cái mảng command block là nhiều. Thì bình thường là Ro cũng khá là thích cái command block. À nếu như mà nói đúng ra nếu như mà Miniquer mà không tính về cái mảng bắt cua nha thì Miniquer phải gọi là thua Minecraft toàn diện luôn mọi người à. Mà nhưng mà không tính về cái mạng bắt cua á thì Miniquer thua Minecraft toàn diện là sự thật. Tại vì bên Minecraft người ta có rất nhiều thể loại và người ta đã gọi là tồn tại khá lâu rồi và Miniquer của chúng ta chỉ là một con game mới nổi thôi. Cũng không hẳn là nổi nữa mà là một con game mới xuất hiện tại thị trường của Việt Nam thôi. Nên là nó vẫn chưa có nhiều cái gọi là cập nhật về con game này. Nên là có rất là nhiều cái thiếu sót ở trong Miniquer. Theo như Ro thấy nha, theo như Ro thấy thì nếu như mà chọn giữa Minecraft với Miniquer thì phần đông các bạn sẽ chọn Minecraft là nhiều. Và tôi đã lỡ tay tấm nhảy cái nữa té xuống luôn rồi. Đó. Nhưng mà chọn giữa Minecraft và Miniquer thì mình thấy là phần đông là các bạn sẽ chọn Minecraft là nhiều. Bởi vì sao? Vì cái đó là việc đó Ro cũng dễ hiểu thôi. Tại vì căn bản là Minecraft nó hay được nhiều mặt. Còn Miniquer của chúng ta là có thể là nhiều bạn sẽ bảo là tại sao Ro lại thiên vị khen Minecraft nhiều hơn Miniquer. Thì là không phải Ro khen nhưng mà cái đó là sự thật các bạn à. Thật ra thì mình chưa có cái gì thì mình nên tiếp thu và mình phát triển nó. Chứ chúng ta không có nên đi gọi là so sánh cái tốt của cái mình để đi so sánh với cái tốt người khác. Bởi vì cái tốt của mình nhưng biết đâu nó có những cái tốt của người khác mình lại không có thì sao. Mình sẽ đi học hỏi thay vì đi so sánh đúng không? Đấy, chúng ta lại đi học hỏi thay vì đi so sánh. Và các bạn có thể đưa ra những cái để ơi đậu xanh tôi bật lộn cái emo đậu rồi
Thay vì các bạn đi rồi đi so sánh là mini world cái này, mang cấp của cái kia, thì các bạn có thể đưa lên đề nghị cho chị Thỏ. Tại vì bên mini world thì cái dạng đi mình gồm mini world khá là thân thiện các bạn à. Các bạn cứ đưa cái đề nghị của các bạn lên là chị Thỏ chị sẽ tiếp thu được thôi. Là kiểu mini world cần thêm cái gì. Thật sự thì mini world đang làm một công tác, đó là công tác lắng nghe ý kiến người chơi. Nên là các bạn cứ việc đưa cái ý kiến các bạn lên là thế nào nó cũng sẽ được thực hiện thôi, là các bạn yên tâm. Còn về phần của mấy bạn Minecraft thì Ro không dám nói nhiều, bởi vì Ro nói nhiều quá thì các bạn đâm ra các bạn bảo là Ro nói về cái này kiểu gọi là sao ta, gọi là các bạn thấy là gì so sánh ấy. Đây, so sánh nó đúng là vậy, nhưng mà thực ra thì Ro vẫn thấy Minecraft rất là hay. Thấy ý kiến riêng của Ro là vậy, không biết các bạn như nào, nhưng mà Ro té rồi. Để lên min độ xanh. Mà theo như Ro thấy á, là cái là cái nhìn khách quan của Ro thôi nha. Thì thật ra thì Minecraft nó có nhiều cái hay mà Mini World không có, và Mini World cũng có nhiều cái hay mà Minecraft không có. Thì cái đầu tiên á, thì Ro thấy các bạn so sánh rất là nhiều về cái phần gọi là chơi chung. Thì có thể các bạn nói là Minecraft có nhiều server hơn Mini World, nhưng các bạn phải không thể nào phủ nhận một điều là cái việc mà chơi chung với lại việc chơi riêng hai người với nhau á, thì về cái mảng mà chơi riêng hai người chung với nhau thì Ro nghĩ là Mini World sẽ hơn. Còn về cái việc server thì Ro nghĩ là Minecraft hơn. Bởi vì Minecraft có thể giữ được server lâu dài và server có thể chơi được nhiều người. Còn Mini World thì một server chơi nhiều người nó rất là lắc mọi người à. Và khi mà các bạn, nhưng mà nó sẽ được cái là các bạn sẽ dễ tạo phòng hơn, và các bạn không cần phải dùng đến gọi là cái chức năng hỗ trợ. Thì bây giờ là Mini Minecraft thì Ro không có biết là nó có cần dùng Hamachi để chơi chung nữa không. Nhưng mà hồi trước khi mà hồi 2 năm về trước, lúc mà Ro vẫn còn chơi Minecraft á, thì cái đợt đó thì chúng ta còn phải dùng Hamachi, tức là một cái phần mềm được hỗ trợ để chơi chung. Và cái phần mềm đó mỗi lần cài vô máy thì nó khá là lắc rối. Nhưng không biết các bạn như nào, nhưng mà đối với những máy yếu thì cài phần mềm nó khá là lắc rối luôn. Và nói chung là, nên là cái thời đó thì theo Ro thì chơi hai người chung với nhau, kiểu muốn rủ bạn bè vô chơi một cái server riêng tư thì nó rất, nó gọi là cực kỳ khó. Nhưng mà bây giờ thì Ro không biết nó có tiến triển gì mới không. Còn riêng với cái Mini World thì các bạn không cần gọi là phải cài cái phần mềm đó, hoặc là không cần cài bất kỳ phần mềm nào cả. Vì vốn dĩ Mini World các bạn chỉ cần bấm vào cái té. Các bạn bấm cái té luôn, đậu xanh. Thì Mini World các bạn chỉ cần bấm vào cái phần gọi là mở phòng nhiều người á, là nó sẽ mở ra cho các bạn một cái phòng, và các bạn chỉ việc đặt mật khẩu vào, đặt cái tên phòng vào là các bạn đã có thể chơi chung được nhiều người, hoặc hai người hoặc là nhiều người rồi. Đó, thì đó là mình thấy là cái của Mini World nó khá là tối ưu về cái vấn đề là chơi chung. Còn về cái việc mà mở server mình như là Mini World thua chắc rồi. Tại vì Mini World đâu có mở được server đâu. Và còn một cái nữa là nhiều bạn bảo là Mini World tốn phí. Tôi thật với các bạn là Mini World thật sự ra thì các bạn mua skin thì nó tốn thật, nhưng mà khi các bạn tải game về thì nó sẽ không tốn phí. Ok. Các bạn tải game về thì nó sẽ không tốn phí. Và còn cái việc các bạn mua skin hay không á là tùy vào các bạn, và các bạn có thể xài skin free bằng cách nào, bằng cách các bạn có thể tham gia những cái event của Mini World. Còn nếu các bạn, hoặc là các bạn có thể nhận được code của Mini World ở trên các cái streamer hoặc youtuber người ta phát á, thì các bạn có thể nhận được code và những cái skin đấy các bạn có thể dùng được, và các bạn không cần phải tốn một đồng nào ra các bạn mua cả. Tại vì nhiều bạn vẫn lầm tưởng là Mini World không tốn phí nhưng phải tốn tiền mua skin. Thật ra thì cái việc mua skin đó thì là do tự các bạn ấy thôi, các bạn tự bỏ tiền các bạn mua mà đâu ai ép các bạn đâu, đúng không? Nên các bạn có thể chơi một cách miễn phí nếu các bạn không ham quá về cái việc gọi là skin cũng. Thật ra thì bây giờ Ro thấy Mini World nó cũng có một cái chức năng khá là hay, đó là chức năng vẽ skin. Thì các bạn có thể vẽ những cái skin riêng cho bản thân mình. Đấy, các bạn có thể vẽ những cái skin riêng cho bản thân mà các bạn không cần phải gọi là mua gì hết. Đấy, và well, bên Minecraft thì chắc cũng có thôi. Nhưng mà những cái skin bên Minecraft thì Ro thấy nó hơi thô. Hơi thô và nó không có được gọi là dễ thương. Nhưng mà nói thật thì về cái độ ngầu á, thì có vẻ như Ro thích cái skin bên Minecraft về cái độ ngầu hơn. Bởi vì thật sự ra thì có một vài skin bên Minecraft nó ngầu lắm mấy ba. Còn bên Mini World thì đa phần nó hướng đến sự dễ thương này, các bạn thấy này. Đấy, đây là cái skin ngầu nhất Mini World rồi nha mấy ngày. Ngầu nhất Mini World rồi nha. À không, không phải ngầu nhất, mà là còn cái skin cẩm y vệ với lại cái skin mà cướp biển nữa. Nhưng mà đa phần những cái skin của Mini World toàn là những cái skin gọi là nó hướng về dễ thương là nhiều, chứ nó không có gọi là hướng về cái sự ngầu. Nhưng mà Ro là những con người là tôn thờ bé ngầu đấy. Và một cái điều nữa mà Ro cảm thấy là Mini World thua kém rất nhiều so với Minecraft, đó là về cái phần mod. Thực sự là Minecraft là một con game Ro phải nói là mod cực kỳ đã tay, gọi là một con game gọi là chuyên về mod luôn.
Gọi là các bạn có thể cài bất kỳ mod nào vô, mà mod như thế này thì nó lại hợp lệ và không bị ban đích các thứ. Còn Mini World thì hiện tại thì cái khoản mod của Mini World vẫn chưa được gọi là rộng rãi lắm, thì nên vẫn có nhiều bạn mod. Nhưng mà cái mod của Mini World không phải là cái mod từ bên ngoài mod vô, mà các bạn phải mod theo bản update. Tức là cái chúng ta chỉ có thể làm trước được thôi, là cái bản update sắp tới có gì thì chúng ta chỉ có thể mod vô thôi, chứ còn cái mà mod tự nhiên bên ngoài mà tự các bạn tạo file thì các bạn lại không làm được. Ok, đoạn này mình sẽ leo một tường lên. À thôi, đi điều này đi. Giờ tự mod file vô thì các bạn lại không làm được, mà các bạn phải gọi là mod một cái gọi là một cái sẵn, một cái đã update vào. Đấy, nó đó là mình thấy là một cái thua kém rất là lớn giữa Mini World và Minecraft. Đó. Rồi thắng luôn rồi, đào xanh, mất ngắn quá vậy. Rồi. Ok, mặc dù là nãy giờ đã cố tình té rất là nhiều để cho map nó dài hơn, nhưng mà nó vẫn không dài nổi, nó vẫn kết thúc map rồi. Rồi thì cái đó là cái điều, những cái điều mà Rô muốn nói về Mini World cũng như là Minecraft thôi. Thì nếu bạn nào mà mình mong là sau này các bạn không có so sánh hai tựa game này nữa. Rô hy vọng là vậy, bởi vì hai tựa game này đều có hay riêng. Và Mini World là mới phát triển ở Việt Nam được 5 tháng thôi. Và khi các bạn đem so sánh Minecraft với Mini World thì chẳng khác nào các bạn đem một đứa tuổi đem một đứa trẻ 10 tuổi và bắt nó đi bắt nạt một đứa trẻ 5 tháng tuổi cả. Mini World chỉ mới về Việt Nam 5 tháng và mới chỉ phát triển trên cộng đồng thế giới là 1 năm. Còn Minecraft đã phát triển từ rất lâu đời rồi. Và theo những cái thị trường mà Rô biết được đó, là thị trường Việt Nam là thị trường phát triển Mini World nhất theo những thông tin mà Rô biết được. Và sắp tới thì Mini World có một bản update kêu là update beta. Nhiều bạn kêu là update nó không có leo tường được, thì thật sự ra là vẫn leo tường được nha các bạn. Cái bản update nó đang bị lỗi, nên là hiện tại các admin qua tết mới sửa được. Nên là các bạn cứ yên tâm về cái việc là leo tường thì Mini World vẫn có thể leo tường được, vẫn giữ được cái riêng cho mình. Chứ còn không thì Mini World mà bỏ cái leo tường thì chắc là tôi bỏ Mini World qua Minecraft chơi cho rồi. Tại vì bên Minecraft thì nó bắt cô cũng na ná như Mini World, thậm chí là nó thú vị, nó thú vị, bởi vì nó có nhiều cái thủ thuật. Bên Mini World nó vẫn có thủ thuật, nhưng mà những cái thủ thuật bên Mini World thì sẽ thường hay gây lắc map. Còn bên Minecraft thì vẫn lắc map, nhưng mà nó sẽ có những cái hay rất là hay, đó là cái dịch chuyển này, cái command lock này. Nói chung thì Minecraft luôn cảm thấy rất là hơn Mini World về nhiều điểm. Tuy nhiên Mini World lại là một con game gọi là đang trên đà phát triển, mà được đạt được những thành công như bây giờ thì tôi nghĩ là một cái gọi là khá là tốt cho một con game như thế này rồi. Nên là tôi nghĩ là các bạn không nên so sánh như vậy đâu. Đấy, tôi nói thiệt như vậy. Và nếu bạn nào hiểu được những gì Rô nói này giờ, và các bạn tiếp thu, và các bạn hứa với Rô là các bạn không so sánh game, thì các bạn comment phía 1 cho Rô nha. Rồi, thì qua video đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích video này, để lại một like, một share, một subscribe, cũng như một comment cho kênh YouTube của Siro Official để Siro làm những video hay hơn. Và cũng đừng quên bấm vào cái thông báo kế bên, cái đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất của Siro nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho video đó của bọn mình, thì các bạn hãy làm tất cả những điều này tương tự với thành viên còn lại, gồm có WBTV, Kuma, Hùng Akira, Thịnh Tuấn và Subi nha. Rồi, bây giờ chúng ta đọc cái bản này là kết thúc đi nè. My name is Bu. Còn tao biết tên mày là Bu, tồi Bu à. Mày làm trong vừa tao đúng không? À, thằng Bu là nó là một người gọi là làm cho cái dàn là làm về cái fanpage với là cái group của Rô á. Đấy là Rô biết này. Nó bắt cuồng ghê lắm các bạn ạ. Bắt cuồng backing luôn, và là bắt cuồng PC, bắt cuồng cũng được dạng là top trong Mini World đấy. Người khổng lồ kinh khủng quá phải không? Chúc mừng các bạn. Nhớ tài map về nhé, nhưng mà lượng hộ mình nhé. ID là 22951259. Nếu bạn nào thích map này, map này hay map này vui, thì các bạn mình bấm số đi của bạn này để mình tìm kiếm cho Mini World và tải về để ủng hộ cho Pu. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye. Anh hùng không phải ở đâu xa, mà nằm trong chính con người bạn. Kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan. Dù cho muôn ngàn khó khăn phía trước, nhất quyết không lùi bước. Chiến thắng mọi kẻ gian tà, chính chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian. Hôm nay bao anh hùng khắp nơi tung hoành, chìm đắm với thế giới những chiến binh giờ lưu.
anh hùng trong